Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của Đài Truyền hình Việt TV và Radio. Trở lại với phần tin News at Night ngày hôm nay là các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Donald Trump đe dọa có những hành động chống lại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ có những hành động để chống lại Tổ chức Thương mại Thế giới sau khi có những tin tức truyền thông cho biết Tổng thống Trump muốn rút khỏi cơ quan quy định luật lệ cho thương mại toàn cầu này. Phát biểu với báo giới bên cạnh Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump nêu rõ WTO đối xử với Hoa Kỳ rất tệ và ông hy vọng họ thay đổi cách thức. Họ đã đối xử với Hoa Kỳ rất tệ suốt nhiều năm và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ ở trong tình thế bất lợi trước WTO. Và hiện nay Hoa Kỳ chưa lên kế hoạch, nhưng nếu WTO không đối xử đúng đắn với Hoa Kỳ, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ làm gì đó. Tổng thống Hoa Kỳ thường phàn nàn rằng Washington bị đối xử bất công trong thương mại toàn cầu và cực lực chỉ trích WTO đã để xảy ra việc này. Và cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết việc Hoa Kỳ thảo luận bất kỳ quyết định nào về việc rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ là vội vàng. Cũng trong buổi họp báo, Tổng thống Trump cho hay ông và ông Lopez Obrador cũng thảo luận về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ và một thỏa thuận thương mại riêng biệt giữa Mexico và Hoa Kỳ. Bản tin tiếp theo cho hay về cuộc gặp phái đoàn nghị sĩ giữa Hoa Kỳ đến Nga. Vào ngày 3 tháng 7, trong cuộc gặp phái đoàn nghị sĩ của Hoa Kỳ đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng của Nga Sergey Lavrov cho rằng việc nối lại đối thoại liên nghị viện giữa Nga và Hoa Kỳ là rất kịp thời trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tại Phần Lan vào giữa tháng này. Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga đã bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của Nga của phái đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ tượng trưng cho việc khôi phục quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước. Quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã giảm sút xuống mức thấp nhất trong những thập niên qua, trong bối cảnh Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào hồi năm 2016, cũng như hành động của Nga tại Ukraine. Vào cùng ngày, phát biểu với báo giới, phát ngôn nhân của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump có thể sẽ gặp riêng nhau trong hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Hoa Kỳ vào tháng 7 tới đây tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Ông Dmitry Peskov xác nhận rằng nếu hai bên đồng ý, ông Putin và ông Trump có thể sẽ gặp riêng mà không có cố vấn của họ trước khi bắt đầu hội nghị chính thức vào ngày 16 tháng 7 tới đây. Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong mọi hình thức họp, tạo được sự thoải mái cho đối tác của ông. Và Điện Kremlin không loại trừ một cuộc hội nghị như thế. Luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Michael Cohen, tuyên bố sẽ đặt quốc gia và gia đình lên trên tất cả. Thưa quý vị, ông Cohen tiếp tục đang bị điều tra về những gì ông đã làm, kể cả chuyện chi trả tiền bạc cho một nữ tài tử phim khiêu dâm vốn rêu rao có tình cảm lăng nhăng với Tổng thống Trump vào năm 2006 và cả chuyện điều tra Nga chen vào bầu cử ở Hoa Kỳ. Ông Cohen từng tuyên bố ông là kẻ hứng đạn cho Tổng thống và sẽ không bao giờ bội ước. Và cuối tuần qua tuyên bố với phóng viên George Stephanopoulos của ABC News ở New York, ông Cohen nói rằng vợ của ông, con gái và con trai là những người mà ông đặt niềm tin vào trước tiên. Và ông luôn đặt gia đình và tổ quốc lên trên hết. Khi trả lời về chuyện liệu Tổng thống Trump sẽ nói khác về ông hay không, thì ông Cohen trả lời, tôi sẽ không là cái bao cát cho bất cứ chiến lược phòng ngự của ai và tôi không phải là kẻ xấu xa trong tất cả câu chuyện này và tôi sẽ không cho phép những người khác được quyền mô tả tôi như vậy. Vào tháng 4 năm nay, nhà riêng và văn phòng làm việc của ông Cohen đã bị nhân viên FBI vào lục soát sau khi ông Robert Mueller, Chủ tịch Ủy ban điều tra đặc biệt về vụ Nga, khuyến cáo phải làm như vậy. Ông Cohen hiện nay chưa bị truy tố về bất cứ cáo trạng nào. Thưa quý vị, giới khoa học gia quan ngại về virus nhân tạo ClayX. Các nhà khoa học lo ngại về sự tiến bộ của khoa học giúp cho việc tái tạo virus trở nên dễ dàng, cũng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện nhiều loại vũ khí sinh học mới. Chính phủ của Hoa Kỳ mới đây đã mô phỏng một cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học với hậu quả vô cùng khủng khiếp khi mà virus ClayX gây bệnh và lan nhanh đến mức chỉ trong vòng một năm có đến 150 triệu người trên thế giới bị thiệt mạng. Cuộc diễn tập nhằm thử nghiệm khả năng ứng phó với đại dịch toàn cầu gây ra bởi khủng bố sinh học, theo trang Science Alert. Giới khoa học cho rằng ClayX hiện chỉ là giả định, nhưng nguy cơ bệnh dịch quy mô lớn do các dòng virus nhân tạo gây ra đang sắp thành hiện thực. Virus nhân tạo là sản phẩm của lĩnh vực sinh học tổng hợp với khả năng ứng dụng lớn trong y học, nhưng đồng thời là mối đe dọa nếu không được sử dụng đúng mục đích. Thưa quý vị, tin đời sống cho biết một người phụ nữ thắng giải Z Burger sau khi ăn 27 chiếc burger.
Bà Molly Squiller, 38 tuổi, đang được xếp hạng là người có sức ăn khỏe nhất trên trái đất. Vào ngày thứ Ba vừa qua, để bắt đầu ngày nghỉ lễ độc lập, một lần nữa bà Molly đã tham dự và thắng giải vô địch thi ăn burger lần thứ 9 được tổ chức tại Washington DC. Tuy là người ốm nhưng bà Molly đã ăn 27 cái burger trong vòng 10 phút. Và như vậy, bà Molly từ Plumas Lake, California đã thắng 4 năm liên tiếp. Cuộc thi ăn burger này được tổ chức để cạnh tranh với cuộc thi ăn hot dog lâu đời diễn ra mỗi năm tại New York vào ngày lễ July 4th. Được biết, bà Skiller đã có 4 con sống tại Plumas Lake, California. Bà có thân hình khá mạnh mai nhưng lại có thể đánh bại nhiều đối thủ nam giới nặng ký. Giải nhì 850 Mỹ Kim thuộc về ông Dan Killer Kennedy từ Pennsylvania. Thưa quý vị, các nhà khoa học của Úc Quốc đã lập thành công bản đồ gen Cola. Các nhà khoa học từ Hiệp hội Cola Genome đã lập thành công bản đồ bộ gen Cola hoàn chỉnh, một bước đột phá trong lĩnh vực di truyền của loài có túi, các nhà nghiên cứu cho biết vào hôm thứ Ba ngày 3 tháng 7. Theo tập đoàn dẫn đầu của Úc, các nhà khoa học đã giải mã hơn 3,4 tỷ cặp mã và hơn 26.000 gen trong hệ gen Cola, loại có bộ gen lớn hơn so với hệ gen của con người. Đồng điều tra viên của Hiệp hội Genome Cola là bà Rebecca Johnson đã nói rằng, bước đột phá này sẽ hỗ trợ cho các nỗ lực để bảo đảm sự tồn tại lâu dài của loài thực vật mang tính biểu tượng của Úc Quốc. Dữ liệu nghiên cứu cũng sẽ giúp cho việc hiểu được sự đa dạng của quần thể Cola xung quanh Úc và có khả năng có thể được sử dụng để tạo ra kháng sinh mới cho con người. Cola được liệt kê là loài dễ bị tổn thương theo Đạo luật Bảo vệ Môi trường và Bảo tồn Đa dạng Sinh học Quốc tế vào năm 2012. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí.